TikToker Bích Tuyền đột ngột qua đời ở tuổi 20, bạn bè nghẹn ngào đến tiễn biệt. Chiều tối ngày 2 tháng 2, mạng xã hội bàng hoàng trước thông tin hot TikToker Đặng Ngọc Bích Tuyền đột ngột qua đời. Trên trang cá nhân, chị gái của Bích Tuyền gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, chia sẻ với gia đình cô trong thời điểm mất mát quá lớn này, đồng thời đăng tải thông tin về tang lễ của em gái để bạn bè có thể đến chào tiễn biệt lần cuối. Theo cáo phó, Bích Tuyền sinh năm 2003, quê ở Hải Dương. Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 2, lễ động quan diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 2, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đa Phước Viên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối cùng ngày, nhiều bạn bè của Bích Tuyền đã có mặt tại Bình Chánh để thắp nén nhang và nói lời tiễn biệt với hot TikToker, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của cô. Ra đi ở tuổi 20, TikToker Bích Tuyền khiến nhiều người vô cùng xót xa. Được biết cô sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi trên TikTok và hơn 90.000 lượt theo dõi trên Facebook. Bích Tuyền từng chia sẻ rất thích làm diễn viên và diễn xuất trước màn ảnh. Cô nàng cũng thường xuyên đăng tải những video nhảy và diễn xuất các đoạn ngắn trên kênh TikTok của mình và nhận về rất nhiều lời khen. Trước một ngày qua đời, trên trang cá nhân của mình, TikToker Bích Tuyền vẫn đăng ảnh, livestream và trả lời bình luận với mọi người. Hiện tại, nguyên nhân về sự ra đi đột ngột của Bích Tuyền vẫn chưa được gia đình công bố.